Ủa nè, xin chào thiên thần, đến rồi. Nào cũng chậm nhịp hết trơn. Ngày hôm nay á thì Vi với Thành là sẽ được giao một cái nhiệm vụ hơi khó nhằn một chút xíu. Hôm nay hai bạn sẽ hóa thân thành một cặp vợ chồng trẻ. Trời đất ơi. Vậy là mình cưới nhau rồi đó em. Quy định luôn rồi nha. Nhiệm vụ của cả hai là dọn dẹp căn phòng theo hình, chăm sóc một thiên thần nhí đáng yêu và phải tìm cách khiến cho bé yêu cười. Chăm sóc một thiên thần nhí đáng yêu, cái đó mới là ghê nha. Không dám đâu. Chăm sóc con rất cực kỳ khó. Mà không biết là mấy tuổi. Không, anh thấy với em khó thôi với anh. Tại vì nhà anh cũng có rất là nhiều thiên thần nhỏ đáng yêu á. Anh cũng phải chăm sóc nó. Vậy lát nhiệm vụ của anh là chăm sóc nha. Em sẽ dọn về phòng theo hình. Quyết định vậy đi. Rồi. Ê, quyết định vậy đi. Quyết định. Rồi lên đường. Vô. Vô. Ủa mình nó lấy tinh thần cái nè. Vô vô, chúc mừng cái đi. Vô. Vô. Rồi, lên đường. Xin chào mọi người, mình là Fanny. Xin chào mọi người, mình là Vũ Thị. Chào mừng các bạn đã đến với chương trình Thiên thần đến rồi. Ủa, rồi thiên thần đâu? Đừng nói anh nha. Không lẽ là em? Hey. Wow. Nè. Đâu để em xem cho. Ui, rách bây giờ, cẩn thận nha. Chà-chan. Chào mừng Vũ Thịnh và Fanny đến với Thiên thần đến rồi. Ngày hôm nay hai bạn có nhiệm vụ sẽ lên ý tưởng, thực hiện và hoàn thành video giới thiệu bản thân cho một khách hàng đặc biệt. Hôm nay là mình là người quay và dựng hả? Đúng rồi. Lưu ý, hai bạn chỉ có 2 tiếng để hoàn thành việc lên ý tưởng, quay video và có 30 phút để hoàn thành việc cắt dựng để ra một sản phẩm hoàn chỉnh. Chúc hai bạn bé Chí Kiên sẽ có một video dễ thương ấn tượng cho tuổi thứ 5 của bé, cũng như có trải nghiệm thú vị cùng với thiên thần đến rồi nhé. Mình kêu Chí Kiên vào nhé. Không, thiên thần phải bay. À dạ. Chí Kiên ơi. Kiên ơi. Chí Kiên. Ủa Kiên kìa. Thiên thần làm tóc ở đâu giống tôi ấy nhở? Nhưng mà đẹp hơn nhá. Sao tên vậy? Ủa, chú tên là Vũ Thịnh. Còn cô này nè. Cô tên là Fanny. Thế con tên là gì? Con tên gì? Quên luôn nè. Tên Chí Kiên. Tên Chí Kiên hả? Đâu Chí Kiên nè, là sức mạnh đúng không? Đâu con thể hiện sức mạnh thử cho con coi. Con đẹp bay luôn. Chú cho con bay đi. Cho con bay lại hả? Bay nốt lần này cho tay chú đau lắm rồi nha con. 1, 2 lên. Giống như máy bay vậy đó. Ba con tên gì? Con còn tên Trần Chí Kiên. Ủa, tên Trần Chí Kiên luôn hả? Thôi mẹ con có tên là Nguyễn Chí Kiên không? Chí Kiên ạ. Chí Kiên luôn á. Gia đình Chí Kiên. Gia đình Chí Kiên rồi. Đáng yêu quá. Thiệt luôn hả? Con có em hay anh không? Em có tên gì? Em còn tên Chí Kiên. Không, thiên thần là từ trên xuống. Đúng rồi, hơi lát. Hơi lát. Đây. Thiên thần đến rồi. Ý là nói là mình là thiên thần, mình đến cái cửa này rồi đúng không? Cái gì là không phải rồi, là mở cái cửa ra sẽ thấy thiên thần. Vô thôi. Đây mới là thiên thần đến rồi nè, hiểu chưa? Đây mới là thiên thần nè. Có chơi với con kìa. Hello con. Trời ơi kìa. Cười kìa. Vô thấy cười cười là hên rồi nè. Trời đó, đó. Phấn khích, phấn khích. Có kìa. Trời ơi. Rồi. Thiên thần này ở nhà tên là gì nè? Con ở nhà tên là Game là chơi game. Dạ, chơi game hả? Con mấy tuổi rồi? Con mới có 10 tháng thôi. Con bàn tay của em, của chú đi. Tại đây, tay bàn tay ai? Giỏi quá, em giỏi quá. 10 tháng.
là chưa được một năm. Mà cái tuổi này là tuổi mà kiểu mình không thể nào mà đoán ý, nghĩa là chưa biết nói rồi mình cũng không biết là muốn gì hay là như thế nào. Chưa có bộc lộ được là thích hay không thích. Dạ, hôm nay thì em sẽ có việc ra ngoài nên là em có một nhiệm vụ giao cho anh chị là lát nữa mình sẽ thay đồ và thay tã cho bé sạch sẽ, sau đó mình sẽ chơi với bé một lúc, là mình sẽ cho bé ăn trưa, đút cháo cho bé ăn. Sau đó nửa tiếng là sẽ cho bé bú, và sau đó là sẽ cho bé ngủ, ngủ trưa ở trong đây. Nhưng mà bé có dễ ăn không hay là... Dạ dễ lắm, đút là ăn, đút là ăn. Bé chừng té con. Dạ, và tiếp theo đó là cái nhiệm vụ là mình sẽ dọn dẹp lại căn phòng này cho em như hiện trạng ban đầu. Ban đầu có nghĩa là ban đầu là như vậy thì chưa? Dạ không, lúc đầu nó gọn, xong ở đây là bé chơi bé bày ra. Bây giờ anh chị vừa phải chăm vừa phải dọn lại như cũ. Thì đây là những... Đây là những tấm hình, những cái góc phòng lúc đầu. Thì anh chị nhìn và sẽ làm cái okay, email nha. Cái hình lúc đầu đúng không? Dạ. Dạ rồi, chào em chị em đi. Bye bye người lạ đi con. Bây giờ là người lạ với con rồi đó. Đây. Nhảy đi hết. Hết hứng nhảy rồi. Thôi rồi. Ê, Thiên Anh đi đâu? Đừng bay. Ngồi đây. Con thích nhảy không? Dạ thích. Dạ thích đó. Bây giờ cô mở cho con một đoạn nhạc, các con nhảy cho cô với chú coi, để cô với chú quay lại cho con được không? Cái mà đã này ta. Luôn. Chú là Doraemon á. Ủa chú Doraemon hả? Sao chú là Doraemon nữa? Là chú mập hả? Con là Nobita. Ok. Nobita, bây giờ bạn nhảy cho mình coi một bài nha. Dạ. Ok. Bình thường á, em có hai đứa cháu ở nhà, một đứa 5 tuổi, một đứa 3 tuổi. Mà mỗi lần kêu nó quay là không bao giờ đứa nào ngồi yên được. Đấy là em không có cách thôi, người ta phải có bí thuật. Ví dụ như? Không được, không tiết lộ được, tí nữa thì mới biết. Đó, em yên tâm, anh nói một câu nữa, ngồi im re. Wow. Nobita, bây giờ mình bắt đầu quay được chưa? Ok, nhảy, mình nhập vai nha. Nhảy nữa hả? Nhưng mà trước khi nhảy mình quay giới thiệu một cái xem mình nhảy tiếp được không Nobita? Nhảy Nobita vậy nè. Bạn nhảy gì mà nhảy hoài vậy Nobita? Mình thích rồi đó. Mình mệt lắm rồi đó. Nobita nhiều năng lượng quá. Mình toát mồ hôi rồi nè Nobita. Hai mươi mấy năm cuộc đời anh chưa là bó tay với một trường hợp. Ủa sao tưởng là hả? Có kinh nghiệm bí quyết truyền từ mẹ. Đấy là em không có cách thôi, người ta phải có bí thuật. Em yên tâm, anh nói một câu nữa, ngồi im re. Nhưng mà bình thường, tại vì bé này đáng yêu quá. Đáng yêu, rất là năng động luôn mọi người. Khi mà mình kiểu như là định dùng bí thuật thì bé cứ quay ra, bé nhìn mình cái là mình không dùng bí thuật nữa. Bây giờ mình quay nha, Nobita. Dạ. Ok, vậy đó, dạ rồi. Bây giờ... Ủa, có gì mà vui vậy? Bí mật. Đón xem Thiên Thần Đến Rồi vào lúc 20 giờ thứ bảy hàng tuần trên kênh YouTube Điện Quân Kiss.